người, lại là Thanh đây. Sau một cái kỳ nghỉ Tết cũng là khá là dài thì hôm nay Thanh đã quay lại với mọi người. Sau cái kỳ nghỉ Tết này, Thanh nghe mọi người hay nhắn tin hỏi Thanh về một cái vấn đề, đó là Tết này các mẹ cho các bé uống sữa đó thường là hay bận rộn rất là nhiều việc, rồi nói chung là ăn linh tinh cũng nhiều, nên đó, sữa có thể có một số mẹ là bị giảm xuống. Nên hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cái này đây cho mọi người nha. Cái Thanh đang cầm trên tay, Thanh đưa gần cho mọi người thấy nha. Cái Thanh đang cầm trên tay này á, nó là Herbs of Gold Breastfeeding Support, nó là viên uống lợi sữa của Herbs of Gold Úc. Thì cái viên uống lợi sữa này á, thì nó hoàn toàn nó là những cái thành phần thảo mộc tự nhiên, như là cây cà ri nè, cây cỏ cà ri, với lại cây này gọi là Plexisto, gọi là cây kê sữa. Thì cái thành phần của cái hộp thuốc này chỉ có hai loại đó thôi, là cỏ cà ri và cây kê sữa. Thì nó giúp cho hả là lợi sữa cho mẹ. Thì như các mẹ mà nuôi con bằng sữa mẹ thì cũng đã biết rồi, là cỏ cà ri thì nó rất tốt cho việc lợi sữa, kéo sữa về nhiều cho mẹ. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm là hoàn toàn làm tự nhiên. Cái thành phần á thì chỉ có hai thành phần thôi, như thế này Thanh bây giờ các mẹ coi nha. Đấy, cái thành phần ở đây chỉ có hai loại, đó là cỏ cà ri là 3 gram và cây sữa là 1 gram trên mỗi viên. Đó là tính theo mà các cái thành phần mà gọi là thành phần là được khô. Còn cái sản phẩm này nó không có chứa những cái như là trứng nè, sữa đậu phộng nè, đậu nành hay là các loại hạt, men, gluten, lactose, và không đậu màu, không đậu mùi gì hết. Thì cái sản phẩm này là bên shop Thanh có cũng lâu rồi, và các mẹ cũng có sử dụng rồi, thì các mẹ cũng cho feedback là nó có tác dụng là giúp sữa về nhiều hơn, sữa đặc hơn. Nhưng mà Thanh giới thiệu với mọi người thì Thanh sẽ giới thiệu là không phải là các mẹ ít sữa rồi các mẹ uống cái thuốc này vô một cái là sữa nó sẽ về ào ào liền, mà mình phải kết hợp, như là một là cho bé bú. Bé thì bé, nếu mà bé tiếp xúc với mẹ đó, thì mẹ rất dễ ra sữa luôn. Ngay cả bản thân Thanh ngày xưa thì Thanh cũng thấy là vừa hút sữa vừa cho bé, thì nếu mà chỉ hút sữa không á thì nó cái không bằng là có bé nữa. Nếu có bé nữa, một cái máy hút tuyệt vời để mà kích thích sữa từ mẹ. Thì nếu bé chỉ bú á, thì mình cho bé bú thêm, bú càng nhiều càng tốt, là rồi cùng hút sữa thêm nữa. Cái thứ hai là mình phải hút sữa, và mình hút sữa theo cử nha, cử 3 giờ, cử 4 giờ, nói chung là mình phải kiên trì hút sữa để mà cơ thể nó có được cái tín hiệu, đó là tín hiệu bé cần sữa, nhiêu đây sữa không đủ thì cơ thể nó mới tạo ra sữa thêm. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba nữa đó cũng cực kỳ quan trọng, đó là uống nhiều nước. Các mẹ muốn tạo sữa cho con thì phải uống tầm phải từ 2 tới 3 lít, chứ đừng bao giờ dưới 2 lít nước. Dưới 2 lít nước sẽ rất khó có sữa cho bé, tại vì sữa là được tạo ra từ nước và các vitamin lấy từ cơ thể mẹ. Cho nên nếu mà cơ thể mẹ thiếu nước, không đủ nước á, thì sẽ không thể nào đủ có sữa nhiều cho bé. Cái thứ ba nữa đó là mẹ cố gắng nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và để cho cái tinh thần mình thoải mái nhất có thể, chứ đừng có để mà stress hoặc là suy nghĩ nhiều là tại sao mà mình lại không có sữa cho con, tại sao mình ít sữa như vậy. Mẹ càng stress á, thì càng khó có sữa, càng khó kéo sữa về. Và đặc biệt nữa, khi bé mà bú cái dòng sữa mà khi mẹ stress vô á, thì bé cũng khó chịu trong người đó chứ. Tại vì cái dòng sữa đó là của mẹ, từ mẹ ra, thì tất cả những cái vui buồn, những cái áp lực của mẹ nó sẽ đi theo cái dòng sữa ra cho bé. Nên nếu muốn tốt nhất cho bé dễ chịu, dễ ăn uống, thì mình cũng hạn chế, mình căng thẳng. Mình cứ nghĩ là hôm sau mình ít sữa thì mình sẽ cố gắng, mình ngủ nhiều nè, nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ, uống nước nhiều, và mình sẽ có sữa lại cho con thôi, không có gì mà mình phải căng thẳng nhiều. Thì mình uống thêm cái này, đây là cái sản phẩm lợi sữa, thì nó sẽ giúp mình, sẽ giúp mình giống như một cái người trợ thủ để mà giúp mình gọi sữa về. Chứ hoàn toàn nếu mà những cái tác nhân kia hoàn toàn không có mà mình chỉ chăm chăm uống thuốc này á, thì cái lợi ích của nó không có được nhiều mọi người nha. Mình phải nhiều cái yếu tố hợp lại, chứ không phải mà tham gia bán cái sản phẩm này xong rồi Thanh sẽ nói với mọi người là chỉ cần uống cái viên thuốc này vô sữa sẽ pha về, là không có. Nếu mà cơ thể thiếu nước thì sữa vẫn không thể sinh ra được mọi người nha.
Dạ, trên cái chai này á, thì nhà sản xuất cũng có hướng dẫn rằng á, là mỗi ngày chúng ta sẽ uống một viên hoặc hai viên. Khi mà ban đầu á, các mẹ đang bị thiếu sữa, ít sữa thế, thì chúng ta sẽ uống mỗi ngày hai viên. Ngay sau cữ ăn cơm là tốt nhất mọi người nha. Có thể là mọi người chia cữ ăn sáng, ăn trưa, hoặc ăn trưa, ăn chiều, hoặc ăn sáng, ăn chiều như thế nào đó, tùy theo cái thuận lợi của mọi người. Không có cần mà phải là bữa nào với bữa nào chính xác, nhưng mà sau khi ăn cơm là tốt nhất để mình uống cái viên này vô. Và mỗi lần mình uống một viên, ban đầu á, mình muốn mà gọi sữa về á, thì mình uống hai viên. Khi mà sữa về rồi mình thấy nó đều đặn rồi thì mình sẽ uống tiếp tục, là mỗi ngày chỉ cần một viên nữa thôi, để nó mà gọi là nó duy trì cái lượng sữa, nó kho, nó hạn chế mất sữa cho mình đó. Thì lúc sau chỉ cần mỗi ngày một viên thôi, còn ban đầu thì mỗi ngày hai viên. Một lọ Thanh đang cầm trên tay đây là 60 viên. Nếu ban đầu mình uống hai viên á, uống liên tục một tháng á, thì mới hết được. Còn nếu không á, thì uống một viên thì phải uống 2 tháng mới hết được mọi người nha. Sản phẩm Bình Thanh á, thì luôn luôn là đắt mới nhất này. Đấy, nên mọi người cứ yên tâm. Còn cái giá sản phẩm này á, thì là tùy theo những lúc mà Thanh mua được giá sale hay là mua được giá như thế nào, rồi do vận chuyển, do dịch bệnh, thì mọi người cứ nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh. Thanh sẽ báo giá hôm nay có sẵn thì giá như thế nào, hoặc là vừa hết thì bao nhiêu lâu về, và khi về thì giá sẽ như thế nào, Thanh sẽ báo giá chính xác cho mọi người. Hoặc là mọi người muốn kết hợp thêm với những cái sản phẩm nào đó thì cũng có thể nhắn cho Thanh để hỏi, không mua cũng được, cũng có thể nhắn cho Thanh, tại bên Thanh thì sẽ trả lời hết cho mọi người. Lượt này mọi người không mua thì lượt sau cũng được. Nói chung mọi người cứ hỏi chứ đừng có ngại, mà nếu mà không mua thì hỏi sao ngại thì không có ha. Mọi người cứ gọi cho Thanh hoặc là nhắn tin cho Thanh, nhưng mà nếu mà tốt nhất thì mọi người có thể nhắn tin cho Thanh, hoặc là nhắn tin Zalo hoặc là Viber cho Thanh, thì Thanh sẽ trả lời đỡ hơn. Còn gọi thì nhiều khi là, thứ nhất là nhiều khi Thanh bận nè, thứ hai là nhiều khi là đang gọi, đang trả lời một mẹ khác thì mẹ sau gọi sẽ không có nghe máy được á. Thì nếu như vậy thì cứ nhắn tin cho Thanh, hoặc là để lại comment với video này, hoặc là ở bên Facebook của Thanh hoặc Instagram thì Thanh sẽ giải đáp hết cho mọi người. Nhưng mà bên comment thì nó lại chậm hơn chút xíu, với phần tin nhắn thì mọi người có thể nhắn cho Thanh ha. Thì hôm nay Thanh giới thiệu với mọi người là một cái sản phẩm này nó rất có công dụng trong cái việc mà hỗ trợ gọi sữa về, hỗ trợ lợi sữa cho mẹ. Nên nếu mẹ nào mà ít sữa đó, đang ít sữa đó, muốn nhiều sữa nhiều hơn á, thì hãy sử dụng cái sản phẩm này. Và sản phẩm này á, có thể kết hợp chung với các loại vitamin sau sinh cho các mẹ, giống như là của Elevit bú nè, hoặc là cái pregnancy gold của Blackmore nữa. Cái đó đó vừa là vitamin bầu, vừa là vitamin sau sinh, nó là vitamin hỗ trợ cho mẹ, các mẹ sau sinh khỏe hơn, và vitamin để cho mà các cái nguồn lượng sữa tốt hơn á, thì mình có thể kết hợp với những cái loại vitamin đó mọi người nha. Cái này đều có thể kết hợp chung với vitamin sau sinh nè, rồi kết hợp với lại cả canxi nữa đó. Thì nếu mà nó kết cơ thể mẹ mà mệt quá đó, thiếu chất á, hoặc là ăn uống không đầy đủ á, thì cũng khó có sữa. Nên nếu mẹ nào mà sau sinh bị kiểu như mà kén ăn sinh lý đó, chán ăn đó, hoặc là ăn uống không được nhiều, khó không cảm thấy ngon miệng đó, thì có thể dùng thêm các vitamin. Thanh recommend là các mẹ sau sinh, tất cả các mẹ đều nên dùng vitamin. Đừng nghĩ là chỗ sau sinh mình lên hả cả chục ký, cả 20 ký thì mình không cần dùng thêm vitamin đó mình sẽ mập. Không có đâu các mẹ. Mình mập á, là do khi mình bầu cơ thể mình tích trữ mỡ để mà hả mình nuôi bé, nên sau này mình sẽ ốm lại. Nhưng mà cái vấn đề là sau khi mình đẻ rồi đó, bé ra đời rồi đó, cơ thể mẹ đó là mất một lượng máu rất lớn luôn. Cơ thể mẹ gọi là bị yếu đi rất nhiều, và đặc biệt là lúc đó là bé lại cần phải bú mẹ nữa, mẹ lại phải tiếp tục sản sinh sữa cho bé chứ chưa được nghỉ ngơi nữa. Nên cực kỳ quan trọng là các mẹ nên bổ sung thêm vitamin sau sinh. Vitamin đó vừa bổ cho cơ thể mẹ để mà mẹ hồi phục sức khỏe, mẹ có vitamin để sản xuất sữa tốt cho bé. Tại vì sữa đó, nếu mà mẹ ăn uống không đầy đủ đó, thì sữa của bé nó cũng bị mất đi bớt một chút thành phần. Và đặc biệt nếu mà mẹ ăn uống không đầy đủ thì á, cơ thể nó sẽ tạo sữa và nó sẽ lấy hết tất cả những cái vitamin, những cái canxi còn lại trong cơ thể của người mẹ để mà tạo sữa cho bé. Như vậy thì người mẹ càng ngày càng yếu, yếu về phần sức khỏe chứ không phải là yếu về phần ốm như mập mọi người nha. Nên Thanh rất là recommend các mẹ sau sinh rồi, nếu mà các mẹ sữa nhiều thì mình nên uống vitamin sau sinh, uống canxi
để mà bồi vì bổ lại cái lượng vitamin, lượng canxi thiếu hụt sau khi sinh bé. Còn nếu các mẹ nào mà ít sữa, sữa chưa về nhiều thì mình có thể uống thêm cái sản phẩm này. Cái sản phẩm lợi sữa này kết hợp với vitamin sau sinh và canxi đều được mẹ nha. Và đặc biệt là nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và cố gắng là hạn chế stress tối đa luôn để mà có một cái lượng sữa nhiều cho các bé. Thì chúc các mẹ là tất cả các mẹ mà sử dụng cái sản phẩm lợi sữa Bình Thanh sẽ có sữa thật là nhiều để cho các bé nha. Hôm nay Thanh nói tới đây thôi. Bye bye mọi người, lần sau Thanh sẽ làm một cái video khác cho mọi người nha. Bye bye.